Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn tổ chức cho các bạn một cái mini game dự đoán tỷ số giữa trận đấu diễn ra vào 19 giờ ngày 7 tháng 9. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup châu Á giữa Việt Nam và Australia sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021. Thì trong video này mình sẽ tổ chức cho anh em một cái event nhỏ để các bạn có thể tham gia dự đoán tỷ số và chúng ta có thể nhận quà free. Thì thể lệ chương trình như sau. Thì cái event này thì đầu tiên là về giải thưởng thì sẽ có một giải nhất trị giá 100.000 cho người dự đoán chính xác sớm nhất. 3 giải nhì, mỗi giải 50.000 cho 3 người dự đoán đúng tiếp theo. Và 10 giải 3, mỗi giải 20.000 cho 10 người dự đoán tiếp theo. Đấy, tức là trong cái kèo này thì sẽ có 14 người giành đầu tiên dự đoán đúng chính xác, giành tiến thắng. Đấy, thì các bước tham gia thì bước đầu tiên các bạn sẽ cần phải like và chia sẻ cái bài viết này ở trên trang Facebook của các bạn. Thì cái link bài viết này mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn lưu ý chúng ta không các bạn comment ở trên cái trang fanpage thì mới tính là hợp lệ nhé. Còn những bạn comment ở trên YouTube, các bạn không làm đủ các bước này thì sẽ không được tính là hợp lệ. Đấy, thì bước 2 các bạn sẽ tiến hành là like fanpage CCA Channel của mình. Thì cái đường link mình sẽ để ở đây cho các bạn. Bước 3 là chúng ta sẽ comment tỷ số dự đoán bên dưới cái bài viết này. Đấy, thì các bạn comment số điện thoại cộng với email VNDC hoặc là Momo. Đấy, thì đây mình sẽ trả thưởng, có thể trả thưởng cho các bạn bằng VNDC luôn. Những bạn nào sử dụng ví VNDC Wallet thì có thể là các bạn comment cái email hoặc là số điện thoại đăng ký VNDC của các bạn ở phía dưới. Thì mình sẽ tặng thưởng cho các bạn khi nếu mà các bạn chiến thắng. Còn nếu bạn nào các bạn không sử dụng VNDC thì các bạn có thể là sử dụng cái ví Momo ấy của chúng ta thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Còn bạn nào còn chưa có tài khoản VNDC ấy, thì các bạn có thể đăng ký dưới cái đường link mình để dưới phần mô tả của video. Bước 4 là các bạn sẽ vào đây thì khi comment thì các bạn sẽ nhìn xem cái ví dụ này. Đấy, ví dụ như các bạn dự đoán tỷ số là Việt Nam 5-0 với Australia thì chúng ta sẽ ghi như thế này. Đó, sau đó kèm số điện thoại hoặc là email VNDC của các bạn. Tiếp theo là bước 4 thì các bạn sẽ hóng kết quả công bố và sẽ được trả thưởng. Mình sẽ làm một cái video trả thưởng ở trên kênh YouTube CCA Channel vào ngày 9 tháng 9. Sự kiện này thì sẽ diễn ra từ 21 giờ ngày 5 tháng 9 cho tới 19 giờ ngày 7 tháng 9. Và lưu ý là comment hợp lệ là comment có đầy đủ cái thông tin. Đấy, ví dụ như là dự đoán tỷ số này và cái email hoặc là số điện thoại VNDC hoặc là số điện thoại Momo. Đấy, và không có chỉnh sửa hay là comment sai cái thời hạn, vượt ngoài cái thời hạn này. Đấy, và mỗi người trúng giải thì sẽ được nhận một lượt, tức là ví dụ như bạn được giải nhất rồi thì bạn sẽ không được giải nhì nữa. Đấy. Ok, thì chúc các bạn may mắn và các bạn dự đoán trúng. Và cũng chúc cho Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trong cái trận đấu lần này. Và cuối cùng thì nếu như các bạn nào mà các bạn chưa biết đăng ký hay là chưa có tài khoản VNDC thì các bạn có thể vào xem lại cái video hướng dẫn đăng ký của mình để chúng ta đăng ký và nhận được 200k free. Cũng như là những cái bạn nào các bạn chưa có cái tài khoản Momo thì các bạn cũng có thể là đăng ký một cái tài khoản. Và khi đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được gói quà trị giá là 500.000. Và các bạn cũng có thể inbox cái fanpage CCA Channel để chúng ta bán luôn. Thì đây là cái fanpage duy nhất mà hiện tại mình đang sử dụng, cũng như là mình sử dụng để buôn bán voucher này, cũng như là giải đáp cho anh em một số cái thắc mắc. Thì có cái thắc mắc gì thì các bạn có thể inbox trong fanpage này và mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Đấy, thì cái link fanpage thì mình sẽ luôn đính kèm trong các video ở phía dưới cùng ở cái phần mô tả. Thì các bạn vào chúng ta xem và tham quan qua cái fanpage của mình. Và nếu các bạn phát hiện được những cái fanpage nào mà giả mạo ấy thì các bạn có thể báo sớm nhất cho mình qua cái fanpage này luôn. Đấy, hãy báo cho mình. Đấy, thì ok, và video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.